À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái đầu DVD tích hợp ổ cứng của hãng Toshiba. Model này có tên mã rút gọn là R100. Ngay đầu video em xin nói thế này. Đây là một cái món mà em bán ra không bảo hành dù chỉ là 1 phút. Đối với những nhóm sản phẩm như thế này, thứ duy nhất mà em bao là bao có điện vào. Và em cũng chỉ mong muốn bán cho một khách hàng nào đấy có kiến thức, có kinh nghiệm, chỉ số IQ cao và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Sẵn sàng dám mua một cái món đồ của thằng Từ về chỉ để làm một cái nhiệm vụ duy nhất, thay thế một cái cục chặn giấy. Em nói rất rõ ràng để tất cả những ông mà có quá nhiều kỳ vọng về cái sản phẩm này thì nó bớt đi một chút, tỉnh táo đi một chút. Sau khi đã đả thông tốt về mặt tư tưởng thì mới có thể tiến hành giao dịch được. Trước tiên cần nói về cái con này, đây là một cái mẫu mà Toshiba định hình ở cái loạt Rexa. Toshiba thì nó nhiều kiểu, Rexa rồi Arena. Đây là một cái con DVD tích hợp ổ cứng được sản xuất vào năm 2011. Bên trong nó được tích hợp một cái ổ cứng 3,5 inch, dung lượng 320 GB. Và một cái ổ DVD. Cái ổ này thì ngoài cái vấn đề đọc như các bác đang thấy, thì nó còn cho phép ghi đĩa DVD nữa. Như vậy là cái ưu thế của cái dòng đầu DVD tích hợp ổ cứng này so với những dòng đầu DVD thông thường là gì? Đó là nó cho phép ghi nhạc hoặc video vào trong ổ cứng và phát lại. Đồng thời cho phép ghi đĩa DVD từ cái nguồn tài nguyên nằm trong ổ cứng. Đó. Còn cái vấn đề nhạc hoặc video thì chúng ta có thể lấy từ nguồn ngoài, ví dụ những nguồn phát bên ngoài như là cái đầu Viettel này chẳng hạn, chúng ta cắm vào ngõ line in và có thể ghi trực tiếp vào ổ cứng. Bây giờ em sẽ phát một cái đoạn đĩa DVD để các bác xem. Em sẽ nhích volume lên. Một cái ưu thế lớn thứ hai của cái dòng này đó là nó có ngõ HDMI out và hình ảnh xuất ra thì nó đạt độ phân giải Full HD 1080i nha. Ở phía trước mặt nó rất ít nút, chỉ có vài nút thôi. Ở đây là chúng ta thấy có nút ghi đó, light stop, chuyển các chế độ chạy đĩa hoặc là chạy ổ cứng, tắt mở nguồn. Ở đây thì chúng ta thấy cái ngõ line in số 2 và cái cổng S đưa vào để ghi. Ở tất nhiên là cái sản phẩm này thì nó còn tích hợp cả phần thu sóng truyền hình vệ tinh nữa. Bây giờ em sẽ cho vào đây một cái đĩa CD. Chúng ta sẽ test một cái đĩa CD. Tuy là em không bảo hành dù chỉ là 1 phút, nhưng tất cả những cái sản phẩm như thế này, trước khi cầm cái điện thoại lên quay video ấy, thì em đã phải chạy test ít nhất là 1 ngày ròng rã nha. Sau khi tất cả những cái yếu tố liên quan đến kỹ thuật nó đạt theo cái yêu cầu của em thì em mới cho lên sóng. Đang loát. Em sẽ nhích volume lên.
nghe anh vỗ về người đàn ông. Em nick đi. Sẽ có những bác tò mò là muốn biết cái chất lượng âm thanh xuất ra ở những con đầu đĩa này nó đạt đến tầm nào. Em xin nói luôn, chỉ cần tính cái tiếng xuất ra ở đường bông sen của những cái con như thế này thôi, thì những con đầu đĩa CD trong tầm giá 3 đến 4 triệu không đủ tư cách để mà mang ra so sánh với những cái dòng này đâu các bác ạ. Dòng này thì em cũng đã từng nói đến bã cả bọt mép ra rồi. Ngoài cái vấn đề xuất tiếng ra theo dạng bông sen thì nó còn có khả năng giải mã ngược, tức là chúng ta đưa đường bông sen vào nó và nó sẽ xuất ra bằng đường quang. Cái này thì nó sẽ phù hợp với những bác mà đang sở hữu những con âm ly đa kênh đó, kết hợp vào thì nghe nhạc nó sẽ đã hơn nhiều. Bây giờ em sẽ test một đoạn ổ cứng. Trong đêm hôm qua khi mà test cái con này thì em đã ghi thử một đoạn video vào ổ cứng từ cái nguồn phát là cái đầu Viettel kia. Để chuyển đấy, bác nào đang chuẩn bị mua con này phải hết sức chú ý. Em hướng dẫn trên remote chỉ một lần, không có lần thứ hai bởi vì em không nhớ được đâu ạ. Để chuyển về chạy ổ cứng, chúng ta ấn vào nút YouTube TV ở đây. Cái đèn HDD màu xanh nó sẽ sáng lên. Chúng ta sẽ tìm file ở trong ổ cứng bằng cách là ấn vào cái nút Source ở đây, sử dụng hàng phím 4 chiều, phím OK để lựa chọn file. Trước tiên ấn Source thì nó sẽ hiện ra một cái list đó. Ở trên cái list này thì nó có rất nhiều tùy chọn, trong đó cho phép là chúng ta có thể xóa file ngay ở trên cái giao diện này. Em sẽ không hướng dẫn ở đây bởi vì em xác định bán cho người có chỉ số IQ cao, những người nhanh nhạy và có kiến thức, có kinh nghiệm, vì giao diện của nó hoàn toàn là tiếng Nhật. Do vậy bất cứ là khách hàng nào nếu như muốn làm chủ được cái thiết bị này thì nên sử dụng ứng dụng Google Dịch, sau đó là chiếu camera của điện thoại vào dịch trực tiếp những cái dòng chữ ở trên màn hình từ tiếng Nhật ra tiếng Việt, sau đó bám sát vào bản dịch để thao tác cho nó đúng. Cái file số 4 bên phải là cái file mà đêm qua em có chép vào, và bây giờ em sẽ ấn chọn cái file này để phát các bác nghe. Ổ cứng ngon, ghi vào ổ cứng tốt. Có một cái thao tác mà phải đặc biệt chú ý với bất cứ là bác nào khi muốn mua sản phẩm này. Chú ý nghe em nói, bởi vì em nói xong là em sẽ quên. Sau khi làm xong cái video này, bác nào mua con đầu này tự chịu trách nhiệm cho tất cả những cái thao tác của mình.
Bất kể là thao tác sai thì bác phải tự chịu trách nhiệm thôi, bởi vì em không nhớ được đâu. Có một cái mà bác phải hết sức chú ý khi mới khởi động cái thiết bị này lên, em sẽ làm mô phỏng để bác nhìn này. Ở đây là nút Home app, khi chúng ta ấn vào thì nó sẽ ra một cái giao diện khá là rối như thế này. Nhưng mà lúc mới khởi động lên ấy thì nó sẽ có một cái giao diện như sau. Đây. Ví dụ như khi các bác mua cái đầu của em về, cắm điện, kết nối cáp HDMI lên màn hình lớn thì nó sẽ hiển thị như thế này. Ý nó bảo chúng ta phải cài giờ hiện tại trước. Thế thì có một cái tham số vô cùng quan trọng, đó là cái tham số cuối cùng ở trên cái bảng này. Bác nhìn kỹ vào đây nhé, không lúc hối không kịp đâu ạ. Đó là cái tham số DR1 nha. Bác tuyệt đối không được phép thay đổi cái tham số này bằng bất cứ giá nào, dù có nghịch ngợm đến mấy. Bởi vì chỉ cần bác chuyển sang DR2 thôi hoặc DR3 thôi thì ngay lập tức cái R1 mà bác cầm trên tay nó sẽ trở thành ve chai, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. R1 sẽ vô tác dụng ngay tức khắc khi bác thao tác chuyển sang DR2 hoặc DR3 nha. Đây là một cái yếu tố mà em phải nhấn mạnh với bất cứ bác nào. Đừng có dại dột thay đổi cái mã R1 này nha. Thế còn khi mà nó hiện ở cái bảng như thế này thì muốn thoát ra nhanh thì trên cái R1 này bác ấn vào cái nút vòng tròn xoay đây này, ngay cạnh số 0 ấy, ấn vào nút vòng tròn xoay một lần thì là nó sẽ thoát ra cái bảng này. Chỉ khi nó thoát ra khỏi cái bảng này thì bác mới có thể xài con Toshiba này một cách bình thường. Nếu như bác chưa thoát ra khỏi cái bảng này thì bác không sử dụng được bất cứ tính năng nào cả. Nghe rõ lời em nói, bởi vì em chỉ nói một lần và em sẽ không nhớ đâu ạ. Đó. Bây giờ thì em sẽ làm một cái thao tác demo, đó là ghi thử vào ổ cứng lần tiếp theo để cho bất cứ là bác khách nào có một cái cảm giác yên tâm là con đầu của mình ghi vào ổ cứng nó tương đối là dễ dàng, mượt mà. Thế thì để chuyển ấy, bác chú ý này, để chuyển những cái ngõ vào thì ấn vào cái nút màu vàng này nha. Em đang để ở ngõ L2, tức là line số 2 nằm phía trước mặt. Thì tín hiệu thì từ cái đầu Viettel em đang cắm vào cái ngõ L1 phía sau. Bây giờ em sẽ chuyển về ngõ L1 này. Cứ ấn đi ạ. Bao giờ nó hiện chữ L1. Rồi, đó. Các bác có thể thấy là nó đang thông tín hiệu của cái đầu Viettel nằm ở dưới. Đó, tín hiệu em đang cắm ở phía sau này, các bác nhìn thấy chưa? Đường HDMI em đang cắm lên cái màn hình kiểm tra này. Và bây giờ nó đang ở ổ cứng HDD rồi, chúng ta không cần phải chuyển nữa. Thì muốn ghi thì làm thế nào? Đơn giản thôi ạ, chúng ta cứ ấn cái nút Rec ở đây nhé. Nếu như nó xuất hiện cái dấu tròn đỏ ở góc trái này và đồng hồ ở đây nó nhảy thì có nghĩa là đang ghi. Ái chà, chưa cho ghi, không hiểu vì lý do gì. Rồi chúng ta cứ chờ em chút để em ấn play cái. Chính em không nhớ đâu, hôm qua em làm cái thao tác ghi mà đến ngày hôm nay chính em không nhớ. Để em chuyển lại về DVD.
sau đó là chuyển lại về HDD xem nó thế nào. Không biết nó báo lên màn hình chữ gì. Chờ em chút. Vâng, hình như là nó bắt chúng ta phải cài giờ thì nó mới cho phép ghi. Bây giờ em sẽ thao tác cái khoản cài cài giờ xem nào. Dù sao thì em muốn làm kỹ một chút. Đây là cái bảng mà như lúc nãy em hướng dẫn phải không ạ? Rồi. Em sẽ cài giờ này. Năm 2024 tháng 1. Hôm nay là ngày ngày bao nhiêu ta? 22 à? Em cứ cài bừa nhé. Rồi. Ấn ok đi. Nó hỏi có lưu không? Lưu đi. Rồi á. Như vậy là em đã cài giờ. Và bây giờ em sẽ ấn nút ghi thử coi. Em đã nói rồi, chơi mấy cái đồ này nó cũng... Vâng, ghi rồi đấy ạ. Sư bố nó. Ghi rồi đấy ạ. À. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ kiểm tra cái file mà chúng ta vừa mới ghi vào ổ cứng. Chúng ta sẽ ấn vào cái nút sâu ở đây để tìm nha. Các bác có thể thấy là cái file dưới cùng, file 005, nó ghi chữ new, có nghĩa là mới. Và mới ghi vào ngày 22 tháng 1 2024 với thời lượng là 2 phút 47 giây. Được ghi vào ngõ line 1. Và bây giờ em sẽ ấn nút OK ở trên remote để phát lại. Nói chung là khi mà ghi vào ổ cứng ấy thì tín hiệu đưa vào như thế nào thì ghi vào ổ cứng y chang như vậy. Nó không bao giờ có cái chuyện suy hao đâu các bác ạ. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua những cái phân đoạn test cơ bản trên con Toshiba Rexa R100. Con này hàng về thì mặt mũi có xước lông mèo nha. Mặt nhựa có xước lông mèo. Không giống gì. Nhưng mà ruột gan nó đẹp đấy ạ. Tất cả zin tuyệt đối. Chưa sử dụng tại Việt Nam. Em chưa hề đụng vào bất cứ cái ốc nào trong cái con đầu đĩa này. Cái nhiệm vụ của em đó là tháo cái vỏ nắp ra. Kiểm tra về mặt kỹ thuật, mọi thứ. Các bác có thể thấy là quạt tản nhiệt đang chạy. Đây là phần nguồn, nguồn xung.
Và con chip có cái miếng tản nhiệt đặt lên trên chính là chip đồ họa kiêm vi xử lý. Đó. Ổ cứng của hãng VWD dung lượng là 320 GB, đây là dòng ổ lớn 3,5 inch. Và đây, đây là ổ DVD. Ổ này thì ngoài vấn đề đọc, nó cho phép ghi đĩa DVD nữa. Ở video sẽ hơi dài, tôi nhưng em cố gắng làm cho nó dài một chút để bất cứ là ai khi mua cái sản phẩm này có một cái nhìn rõ ràng hơn. Các bác chờ em chút để em quay đít phía sau. Vâng, đây là cận cảnh những cái kết nối phía sau. Ở ba cái rắc bên trên này chính là đường vào line 1 đưa vào để thực hiện quá trình ghi. Ba cái rắc bên dưới này là đường layout xuất hình ảnh và âm thanh ra ngoài. Đây là cổng S vào, cổng S ra, đây là cổng D ra. Đây là ngõ danh giá nhất trên cái con đầu này, ngõ HDMI out. Nó đạt độ phân giải Full HD 1080i. Đây là ngõ xuất quang ra, PCM out. Đây là đường mạng LAN Internet đưa vào. Khoản này thì thôi, em không muốn test. Đây là cái đường để đấu anten xem truyền hình số vệ tinh. Đây là phía sau cái quạt tản nhiệt. Và đây là cái đường để cắm sợi dây nguồn. Bác nào mua con đầu này tự trang bị dây nguồn số 8 do shop em độ này hẻo không có dây kèm theo. Và đây là thông tin của sản phẩm. Toshiba HDD NDVD RDR100. Số series có đuôi 7302. Sản phẩm được sản xuất năm 2011. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ là 27W. Rất rõ ràng. Máy em bao zin tuyệt đối. Mắt đĩa chưa hề phải lau. Đây là một điều hết sức là may mắn. Con này về cái là em bỏ đĩa vào cái chạy liền ha. Không có phải lau chùi, không phải dọn dẹp gì cả nha. Rất may mắn là bỏ đĩa cái chạy luôn. Cái này thì phải cảm ơn thằng chủ cũ người Nhật, là nó cũng thứ nhất là nó cũng xài ít, thứ hai là thằng này nó cũng khá là sạch sẽ, là đồ đoàn về là trông nó cũng khá là tươm tất. Chẳng qua là trên mặt nhựa thì nó cũng có xước lông mèo thôi, còn con này về nội thất là nó đẹp lộng lẫy đấy ạ. Đây là nắp lưng, quá trình vận chuyển từ bên kia về nó cũng có móp nhẹ, được cái là không có gì xét gì. Và sản phẩm em bán ra sẽ bao gồm cái remote học của trung cộng này. Đó. Trên cái remote này thì sẽ sử dụng được tất cả những cái tính năng cơ bản nhất, ví dụ như play stop, next bài bên phần đĩa và ổ cứng. Truy cập vào menu setup để cài đặt tất cả những tham số có liên quan. Đó. Tắt mở nguồn. Và bác nào mua hết sức chú ý này, mã của cái remote này là cái nút sub DVD nhé. Ngộ lỡ có nghịch quá ấn vào cái nút bốc hoặc nút TV này, cái remote nó sẽ không xài được nữa. Nhiệm vụ của bác lúc đó là nện trở lại cái nút sub DVD này thì nó sẽ trở về đúng cái mã lệnh của cái con đầu đĩa này để xài nha. Nói rất rõ như thế không có lúc để hốt hoảng cầm cái remote bấm được một lúc xong là bấm loạn xà ngầu lên thì gọi điện để từ ấy từ. Sao remote tự dưng không bấm được? Trên đời này không có cái gì là tự dưng cả. Nó phải có nhân thì mới có quả. Em nhắc lại, mã của cái remote này là nút sub DVD nhé. Ngộ lỡ có ấn vào nút bốc hoặc nút TV ấy, remote vô tác dụng thì chúng ta ấn lại vào cái nút sub DVD thì remote sẽ xài bình thường. Rất rõ ràng, rành mạch. Như vậy ngày hôm nay anh em chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ về một cái model của Toshiba con R100, một trong những cái dòng đầu đĩa tích hợp khó xài và phức tạp vào bậc nhất thế giới. Đây là một cái sản phẩm không dành cho những khách hàng tay mơ nhé, mà đích ngắm của em là dành cho những khách hàng có chỉ số IQ cao, những người có kiến thức, có kinh nghiệm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Như ngay đầu video em có nói là sẵn sàng là mua một cái đầu đĩa của thằng Tư về làm một cái nhiệm vụ duy nhất là cái cục chặn giấy nhé, đừng kỳ vọng vào sản phẩm quá nhiều.
Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Về giá em xin phép không báo. Bác nào muốn ôm con này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.